Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Đây là một chú chó rất là thân thiện và dễ thương. Tên của cậu ta là Sâu Lông. Sâu Lông đã chạy ra đường chơi và gặp tai nạn xe nên đã bị liệt hai cái chân sau. Người ta đã chế cho Sâu Lông một chiếc xe để Sâu Lông di chuyển cho thuận tiện. Một điều đặc biệt ở Sâu Lông là Sâu Lông rất là thân thiện. Mình lần đầu tiên gặp Sâu Lông, nhưng Sâu Lông đã cho mình đụng vào người và chơi với Sâu Lông như các bạn đang thấy. Thật là tuyệt vời khi mà người ta đã chế cho Sâu Lông một chiếc xe để di chuyển như thế này. Nhưng mà điều mà mình thấy thì chiếc xe này được thiết kế với cái bánh rất là lớn và có vẻ là rất là nặng đối với Sâu Lông, vì mình thấy là Sâu Lông di chuyển còn rất là nặng nề. Thưa các bạn, mình chia sẻ clip này rất mong các bạn nhìn thấy, và bạn nào có khả năng thiết kế cho Sâu Lông được một chiếc xe nó phù hợp với cái sức khỏe của Sâu Lông, và hãy thiết kế và tặng cho Sâu Lông để Sâu Lông có một cái cuộc sống, một cái sự di chuyển được thoải mái hơn. Sâu Lông hiện tại đang ở Biên Hòa, Đồng Nai nha các bạn. Bạn nào có khả năng giúp đỡ Sâu Lông thì có thể để lại comment bên dưới và liên lạc với mình. Mình sẽ chỉ cho các bạn nơi để các bạn tới và các bạn giúp đỡ Sâu Lông, để cho Sâu Lông bớt vất vả trong vấn đề di chuyển của Sâu Lông. Clip này mình đã quay cách đây một tuần khi gặp Sâu Lông đó các bạn, nhưng mà mình bận quá, mình chưa có chia sẻ cho các bạn được. Hôm nay mình mới chia sẻ cho các bạn xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh mà xem được clip này, hãy cho mình một đăng ký kênh nha các bạn. Cuối tuần này hoặc là trong vòng tuần sau, mình sẽ đi ra mình thăm Sâu Lông, coi là sức khỏe của Sâu Lông thế nào. Rồi mình sẽ quay clip lại cho các bạn để các bạn cùng theo dõi nha các bạn. Hy vọng là sức khỏe của Sâu Lông lúc nào cũng tốt. Mình thấy đa số là người ta nói rằng Sâu Lông rất thân thiện với mọi người. Chỉ một số ít là Sâu Lông không biết vì sao mà Sâu Lông không thích họ, và Sâu Lông sủa và né tránh họ. Thưa các bạn, và từ giờ trở đi thì cứ sau khoảng 2 tuần thì mình sẽ đi ra nơi Sâu Lông ở để mình thăm Sâu Lông, và mình quay lại clip và mình chia sẻ tới các bạn để các bạn cùng theo dõi về Sâu Lông, cuộc sống của Sâu Lông và sức khỏe của Sâu Lông như thế nào các bạn nhé. Bạn nào thấy thích theo dõi Sâu Lông thì hãy bấm đăng ký kênh và theo dõi clip của mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem cuộc sống của Sâu Lông như thế nào nha các bạn.